Xin chào tất cả các bạn và anh em đang theo dõi kênh YouTube của Hoàng Long Ngầm Thanh Số. Và hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2021. Xin chào tất cả các bạn và anh em. Hôm nay là buổi tối, bây giờ hiện tại là 8 giờ 24 phút. Xin mời tất cả các bạn và anh em theo chân anh em chúng tôi để đi lên đường lắp cho anh Tiến ở tại thành phố Hải Dương. Anh Tiến là một công nhà, là một doanh nhân bất động sản của thành phố Hải Dương. Và anh đã có đặt một bộ combo bên công ty Hoàng Long Ngầm Thanh Số chúng em. Đó là một bộ dàn karaoke đẳng cấp nhất Việt Nam hiện tại bây giờ của Hoàng Long Ngầm Thanh Số. Đó là số 1 của Hoàng Long Ngầm Thanh Số chúng em. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn theo chân em tiếp tục trên đường. Bây giờ em đang trên đường cao tốc Hải Phòng. Đấy, thì mời tất cả các anh em theo chân chúng em đến nhà anh Tiến tại thành phố Hải Dương để chúng em lắp cho anh Tiến một bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Vâng, xin chào tất cả các bạn và anh em đã theo chân chúng tôi đến nhà anh Tuấn Anh ở tại thành phố Hải Dương. Anh là một chủ bất động sản sở hữu một bộ dàn karaoke D2 của Hoàng Long Ngầm Thanh Số. Ngày hôm nay hai anh em chúng tôi đã đến nơi, đến trước cửa nhà anh. Và bây giờ xe đang lùi vào để chuẩn bị đỗ xuống để bốc hàng xuống cho anh, để đắp cho anh bộ dàn karaoke hay nhất số 1 tại Việt Nam hiện nay của công ty Hoàng Long chúng em. Đây, hàng em chuẩn bị dỡ xuống xe đây. Đây, nhà anh đây. Nhà anh một tòa nhà rất cao, đó là một chủ bất động sản của thành phố Hải Dương. Vâng, xin chào tất cả các bạn và anh em đang theo dõi kênh YouTube Hoàng Long và đã theo bước chân anh em chúng tôi đã đến nhà anh Tiến ở tại thành phố Hải Dương. Anh Tiến hiện tại anh Tuấn Anh là một công ty bất động sản của thành phố Hải Dương và anh em chúng tôi đã lắp ghép cho anh xong một bộ dàn karaoke trong buổi tối ngày hôm nay. Đến hiện tại bây giờ lắp xong là 9 giờ và anh em tôi lắp xong, bây giờ đang chuẩn bị test nhạc cho anh thưởng thức những cái bản nhạc và những cái đôi được cặp loa của D2 và một cục đẩy limited với kèm theo đó là lưng tiếng CP800 Ultra.